Chào các bạn, cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là chạy cái giả lập để mình jailbreak và bypass cái iPhone iCloud trên cái Windows. Ở đây cái máy Windows của mình thì trước giờ mình chưa cài, cũng chưa có xài được bypass trên này. Trước tiên để mình vô mình xem cái cấu hình của cái máy của mình này. Các bạn xem ở đây, nếu mà cấu hình từ máy mình chạy được là có hai quạt thì có thể là từ có hai duo trở lên có thể xài được. Nếu mà mấy bạn nào mà có cái từ i3, i5, i7 thì càng tốt ha. Đây, máy iCloud mình đã chuẩn bị trước rồi. Và cái việc trước tiên là mình sẽ chuẩn bị những cái USB ha. USB tối thiểu là 8GB. Các bạn nào có điều kiện thì có thể chuẩn bị những cái USB xịn hơn, ví dụ như USB mà có tốc độ 3.0 này, hoặc là mấy cái iPad này. USB mà tốc độ càng cao hoặc là máy càng xịn thì mình bóp càng nhanh nha, mình làm lẹ hơn. Mình chuẩn bị USB và mình phải có những cái phần mềm. Đây, chút xíu mình sẽ đưa mấy cái phần mềm trên Mac nè và cái tên USB này để mình nạp vô cái USB của mình. Chút xíu mình sẽ để mấy cái link tải mấy này ở dưới cái video, các bạn có thể coi nha. Trước tiên là mình sẽ cài đặt cái trên Mac. Đây, bạn cài đặt bấm vô đây setup ha. Bấm net nè. Rồi cứ bấm ok hết đi. Đây. Đây là cái phần mềm trên Mac mình dùng trial nên mình sẽ đợi tầm 5 tới 10 giây để nó bắt đầu mở ra nha. Các bạn lưu ý là đây, mình sẽ dùng cái iPad này, USB dành cho iPhone luôn cũng được, hoặc là cái này cũng ok ha, 8GB cũng ok. Mình sẽ gắn vô cái cổng USB của nó. Đây, mình bấm run ha. Mình sẽ mở cái phần mềm trên Mac này lên. Trước khi để thao tác, các bạn hạn chế lỗi thì các bạn sẽ chuột phải vô đây. Các bạn format disk này trước, và format trước nha. Rồi. Mình sẽ ok. Quá trình thao tác các bạn đợi một chút xíu. Nếu như mà để làm được cái USB này thì tầm khoảng là tầm 30 phút đi. Sau khi mình format xong này, mình sẽ chuột phải ha. Mình restore này. Mình restore với lại cái disk email này nha. Bây giờ mình sẽ kiếm tới cái thư mục. Bấm đây. Mình kiếm tới cái thư mục mình đã lưu. Cái thư mục mình tải xuống á. Đây ha. Đây. Các bạn có thể máy Intel hoặc AMD, các bạn tùy theo các bạn chạy. Ở đây ví dụ mình chạy Intel ha. Mình bấm vô. Rồi sau đó mình sẽ nhấp OK ha. Yes. Rồi mình sẽ chờ đợi. Các bạn lưu ý quá trình này chờ đợi tầm 15 tới 20 phút. 15, 20, 30 phút tùy theo cái tốc độ xử lý của cái máy mình thôi. Cái khâu này thì chút xíu mình sẽ bỏ qua đi cho nó đỡ mất thời gian. Đây, ví dụ ở đây mình đã chạy xong cái này rồi. Mình gắn vô ha. Nè. Đây. Thiết bị này là đã xong nha. Rồi, đó là xong bước đầu tiên. Bạn ok nè. Ok hết à. Rồi mình qua bước này đi. Rồi sau khi ok thì mình sẽ cắm cái USB mới này này vô nè. Được một cái USB nè. Cái này là để mình làm cho các bạn cho đỡ mất thời gian nha. Các bạn vô đây các bạn coi lại nè. Sau khi mình tạo xong mình sẽ được cái USB này. Đây. USB này ha. Và các bạn sẽ tiến hành khởi động lại máy. Mình sẽ restart nè. Thì ta lại thì tùy các cái đời máy khác nhau mình sẽ
tùy chọn ở cái port khác nhau. Ở đây mình sẽ vào cái port, mình bấm F2 nha. Máy Dell hoặc là máy Acer hoặc gì đó thì các bạn có thể lên Google để mình kiếm cái bàn phím về port này. Vô đây mình chỉnh nè. Mình sẽ chỉnh trong cái port này trước. Mình xem ở đây. Đó. USB ok ha. Ok nè. Ok USB. Rồi mình sẽ kiểm tra cái mấy cái driver này. Ok hết nha. Rồi mình sẽ kiếm tới cái virtual này. Đây máy ảo nha. Virtual support này. Đây. Mình bấm đây. Bấm ok nha. Ok. Bấm này. Enable ha. Vậy chọn cái này ok. Sau khi ok apply này. Apply thì mình sẽ bấm exit ha. Exit này. Rồi tiếp theo mình sẽ bấm F12. Trên cái máy của mình là F12. Bấm F12 bot này. Rồi mình sẽ kiếm tới cái USB. Ở đây là ổ cứng nè. Onboard USB CD-ROM này. Cái này mình sẽ chọn USB ha. Bấm USB. Enter nè. Có thể cái máy của mình nó cũ nên nó chạy rất là chậm. Máy quy bắp. Các bạn có thể xài máy xịn thì các bạn có thể chỉnh trong cái chế độ UEFI thì nó sẽ nhanh hơn. Mà mình chờ mình load thôi. Đó. Load này. Quá trình load này thì tùy theo máy, tầm 2-3 phút cũng có mà 5-10 phút cũng có. Cái máy mình có thể là tầm hơi lâu xí nha. Rồi mình tiếp tục chờ đợi. Đây, mấy cái này ok hết rồi nè. Các bạn lưu ý là tối thiểu là 8GB là có thể ok xài được cái này rồi. Đó, load cho mát này. Cái này là cái các bạn cái lập trình của cái team là thủ thuật Jailbreak nha. Nếu các bạn muốn ủng hộ hay là donate gì thì kiếm tới cái pay của cái thủ thuật Jailbreak để các bạn cảm ơn người ta. Còn ở đây mình chỉ làm hướng dẫn các bạn thôi chứ không phải mình làm ra cái USB này. Này cái USB mình đang cắm nha. Chờ load nè. Máy cùi bắp với cái màn hình nó gần chết rồi nên không biết là có tối cái màn hình đi không. Đây, ok ha. Ở đây các bạn có thể chọn nhiều ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Việt cũng được. Mình sẽ chọn tiếng Anh đi. Tiếng Anh ha, bấm nè, bấm nét nè. Rồi sau khi ok thì mình cứ nét thôi. Nè, mình bấm continue nha. Bấm ok luôn. Đây mình chấp nhận nha. Rồi tới đây mình có thể xài được cái... mình vô utility nè, utility ha. Đó, terminal. Mình gọi tới terminal. Đây. Các bạn thấy ở đây cái cửa sổ terminal đã hiện ra rồi.
và bây giờ mình muốn jailbreak cái iPhone dính iCloud này. Đây, iPhone dính iCloud ha. Thì mình sẽ chuẩn bị một cái cọng cáp nè. Đây, cáp nha. Rồi mình sẽ gõ lệnh nè. Mình sẽ gõ trên USB. Đây các bạn nhớ gõ đúng nha. Trên USB. Chữ Y này mình thay bằng số 1 này, bấm enter. Đó, mình sẽ thấy là chiếc trên 09.7 đã hiện ra. Đây mình đưa qua một bên nhớ bạn coi. Đó, ok à. Bây giờ tới đây rồi thì mình chỉ tiến hành jailbreak thôi, mình sẽ cắm vô cái máy cho nó nhận nha. Cắm coi nhận chưa? Các bạn chú ý ở đây cảm nhận nó ok nha. Bấm ok nè. Nhận rồi bấm vô net nè, net nè. Nó sẽ đưa về chế độ recovery nè, recovery mode nè. Sau đó mình sẽ đưa về DFU để mình tiến hành jailbreak. Đó, recovery nha. Ok. Đối với cái iPhone 7 của mình, đây là iPhone 7 nha. Mình sẽ nút nguồn và nút volume down này. Mình giữ này, ta ha. Rồi mình buông nút nguồn ra. Mình giữ nút này nha. Rồi cho nó chạy nè. Đó, chạy ha không? Chạy. Direct nè. Đó, các bạn thấy đơn giản không? Chờ nó boot lên. Boot. Ok, sau khi báo on done nha. On done ok rồi. Mình sẽ tiến hành bypass. Bypass ha. Mình done nè. Tên up mấy này đi. Đây mình tắt cửa sổ này sẽ ra cửa sổ terminal mới. Mình sẽ gõ là trên USB và kết này bypass nha. Đây trên USB bypass. Mình sẽ bấm enter ha. Rồi mình bấm enter nè. Enter. Đấy, thiết bị của bạn đã chắc chắn jailbreak chưa? Nó sẽ hiện ra cái app iCloud Bypass CA nha. Mình sẽ chọn vô cái mục USB. Đó, bạn thấy ở đây nè. Để mình sẽ bấm vô mua iCloud to chat nè. Bấm vô đây. Đó, đợi nó chạy thôi. Chạy đây ở đây luôn. Sẽ chờ cái này vô. Rồi báo ok ha. Ok nè. Thôi mình xin lỗi các bạn, cái máy của mình chuẩn bị ở đây là cái máy iPhone 7 mà iOS 13.3, nên khi mình jailbreak ok và mình bypass ok thì cái nút home này không có hoạt động nha. Đó là hiện tại mấy cái tool bypass free OS 13.3 không có hoạt động. Bypass được nhưng mà nó sẽ báo mình không vô trong được đối với cái nút home này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiếm một cái máy iPhone 6S nha. Đây, cái máy iPhone 6S. Mình sẽ tiến hành jailbreak lại và mình sẽ bypass lại cho các bạn coi. Đây, mình sẽ tắt này. Mình jailbreak tương tự như nãy ha. Mình sẽ Windows mới nè. New command nè. Mình sẽ gõ là trên USB. Rồi mình enter. Lúc này thì mình sẽ ra lại cái checkrain. Mình tiến hành bypass lại
mình chỉ hình jailbreak lại cái này nha. Bạn xem ở đây khi nào kết nối mình mới tiến hành tiếp theo được này. Mình jailbreak này, mình sẽ jailbreak đối với cái 6S, cái này là cái 6S. Cái nãy này là iPhone 7, iOS 13, trên cái tool này chưa có hỗ trợ. Hãy mình quên kiểm tra, mình sẽ làm lại cho bạn coi trên cái 6S 12.13.2.3. Rồi mình sẽ vuông tay ha, giữ hôm nè. Rồi chạy ha, sẽ jailbreak nè. Ok ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành bypass đối với cái máy 6S này. Bấm tên nè. Mình sẽ tắt cái này đi. Mình gõ trên ra một USB mình kết nè, bypass. Mình enter ha. Đó, ok, sẽ ra cái này. Mình sẽ bấm USB nè. Mình sẽ bấm Auto Chat nè để nó chạy nha. Đây các bạn coi ở đây. Rồi đó, nó vô nè, bạn coi ở đây. Khi nào chạy báo 100% on done thì ok nha. Rồi, đây. Đây, bạn thấy không? iOS 13.2.3. Vô ok nè. Đây là mình đã tiến hành jailbreak và bypass hai cái iPhone 6S và một cái iPhone 7. Cái này là 12.13.2.3 thì nó hoạt động vừa jailbreak ok, bypass cũng ok trên cái tool miễn phí này. Còn cái này là 13.3 thì không có hoạt động được nha. Cái này mình jailbreak được nhưng mà mình bypass thì nó không có vô màn hình, hoặc là nó sẽ bị đơ cái nút home luôn. Rồi, video của mình hướng dẫn các bạn là jailbreak và bypass iPhone trên cái Windows. Ở đây máy mình máy hết. Cái màn hình mắt HP và cái CPU Intel à. Nếu các bạn có nhu cầu mua phụ kiện SIM ghép hoặc là bypass iCloud, bên mình nhìn bypass iCloud nghe gọi được luôn nha. Cảm ơn các bạn.